Chủ nhật 11 tháng 10, 2020. Thắc mắc biết hỏi cùng ai? Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Rất là vui mừng gặp lại anh chị em và các bạn trong buổi chia sẻ, trao đổi, thảo luận với chủ đề biết hỏi cùng ai. Hôm nay là ngày Chủ nhật 11 tháng 10, 2020. Chúng tôi bắt đầu bằng câu hỏi số 33 của tuần trước về Thánh lễ. Sau khi chia sẻ về Thánh lễ, có rất nhiều ý kiến của các bạn nói rằng dành nguyên một buổi để nói về Thánh lễ, ý nghĩa của từng thánh ý cử chỉ thứ tự trong Thánh lễ, nghi thức diễn tiến như thế nào, vân vân. Và con cái của họ thì lúc nào cũng hỏi tại sao lại cha quay ra, tại sao cha quay vô, tại sao giơ tay, tại sao lại chào Chúa cùng anh chị em nhiều lần, vân vân và vân vân. Có nhiều câu hỏi tại sao mà cha mẹ không thể nào trả lời hết được. Vì vậy mà hôm tuần trước câu hỏi về phụng vụ chúng tôi đã trả lời được một nửa. Bây giờ nửa sau, tuần trước là nói về phụng vụ lời Chúa, tuần này nói về phụng vụ Thánh Thể. Xin các bạn chúng ta cùng nghe lại câu hỏi số 33 của tuần trước. Con kính chào cha. Thưa cha, con có một câu hỏi như thế này là con có một người bạn đem theo học đạo Tân Tòng. Chúng con thường đi lễ chung với nhau, nhưng mà bạn con hỏi là diễn biến của thánh lễ như thế nào và ý nghĩa như thế nào, thì con không có thể trả lời được hết. Mà con có trả lời bạn con cũng không có hiểu. Mà con là đạo gốc, vẫn đi lễ từ nhỏ, nhưng mà thú thật là con cũng không thể nào hiểu hết được. Con chỉ đi theo những nghi thức từ nhỏ tới giờ thôi. Xin cha giải thích ý nghĩa và để cho con có thể hiểu hơn và bạn con có thể nghe giải thích từ cha thì nó sẽ rõ hơn. Cha giải thích là thắc mắc của con. Con cảm ơn cha. Con chúc cha luôn tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và tràn đầy ân phúc của lòng Thiên Chúa. Con cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn bạn. Bây giờ xin được trả lời tiếp câu hỏi của bạn. Tuần trước chúng tôi đã nói diễn tiến thánh lễ gồm hai phần chính là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Ngoài ra còn có nghi thức đầu lễ và nghi thức kết lễ. Chúng ta đi tiếp phần thứ hai là phụng vụ Thánh Thể. Khi cử hành phụng vụ Thánh Thể, giáo hội thực hiện lệnh truyền của Chúa Kitô: hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chính Chúa Kitô hiện diện khi giáo hội cử hành Thánh Thể để hiện tại hóa hy lễ của Ngài. Vì vậy, thưa các bạn, cấu trúc của phụng vụ Thánh Thể được sắp xếp như thế nào để làm nổi bật được lời nói và hành động?
hành động của Chúa Kitô. Phục vụ thánh thể gồm có 3 phần. Thứ nhất là chuẩn bị lễ vật, thứ hai là kinh nguyện thánh thể, và thứ ba là nghi thức rước lễ. Thứ nhất, chuẩn bị lễ vật. Bắt đầu từ lúc đem bánh rượu lên bàn thờ đến hết lời nguyện trên lễ vật. Nghi thức này nhấn mạnh yếu tố vật chất bánh và rượu đã được Chúa Kitô dùng để biến nên mình và máu Ngài. Đồng thời cũng cho thấy con người được mời gọi cộng tác vào hy tế của Chúa Kitô trong thánh thể bằng cách dâng tiến hoa quả của sức cần lao cũng như những đóng góp của mình để trợ giúp người nghèo và các việc thiện ích của giáo hội. Thưa anh chị em, đó là phần dâng bánh rượu, là hoa quả cũng như đóng góp của mình. Thì việc dâng của lễ nó chỉ là như thế, nhưng mà về sau này thì ta biến tấu ra những nghi thức dâng của lễ nó quá lâu, nó trở thành như là một buổi dâng hoa hoặc là múa ở trên cung thánh. Chủ tế và các cha đồng tế, nhất là những lễ trọng, chúng tôi đứng chờ mãi mà đoàn rước thì cứ từ từ chống phách kèn đủ thứ, cứ lượn từ từ lên cung thánh, đưa lên, mình tính đưa tay ra nhận, nó lại chưa bảo chưa được cha, còn 3 lần cơ, dâng lên rồi lại dâng xuống, rồi dơ lên lại hạ xuống, mình đưa tay ra nó lại bảo chưa được cha, tí nữa. Cho nên làm ở dưới nhà thờ họ chi trí và các cha đồng tế, nhất là trong những lễ trọng, thường thì lễ trọng bổn mạng hay là quan thầy hay là lễ khấn gì đó, dâng của lễ, nhưng mà dâng quá nhiều thứ và trở thành biểu diễn hơn là dâng những hoa quả của sức cần lao và sự đóng góp của mình để trợ giúp người nghèo và các việc thiện ích của giáo hội. Có lần tôi đi giúp lễ cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, tôi đứng để phụ Ngài nhận của lễ, cứ đi lên đi xuống, Ngài bảo lâu quá mà nó chưa đưa cho mình, nó lâu quá vậy, làm gì lâu, đưa lẻ cho rồi, đi lưỡng lên lưỡng xuống hoài, có khi mất cả 10 phút trong phần dâng của lễ, nó trở thành buổi trình diễn, rồi thì quay phim, rồi thì chụp hình, cứ rối tinh cả lên như thế, mất ý nghĩa đi. Việc xin tiền thâu là một hình thức đơn giản của dâng lễ vật thời xưa. Lúc đó dân chúa tham dự thánh lễ, ai cũng đem góp phần mình bằng các sản phẩm nông nghiệp. Bỏ tiền thâu là cử chỉ hiệp thông, là dấu chỉ bề ngoài của tình liên đới trong đời sống giáo hội và nhân loại, và là góp phần mình trong việc thăng tiến thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Cho nên bỏ tiền thâu đó tùy theo tấm lòng của người ta, của người giáo dân, không nên ép quá. Có những nơi đưa cái giỏ dí từ đầu đến cuối, không có bỏ sót một ai mà cứ để làm cho người ta ngại, làm cho người ta ngại dí vào cái trước mặt người ta, người ta không bỏ thì ngại, mà không có cái gì mà bỏ. Hoặc là có những nơi thì phát cho mỗi người cái bao thư lúc vào cửa, sau đó thì đến dâng của lễ là thứ tự tất cả mọi người, không sót một ai trong nhà thờ, ghế trước lên trước, ghế sau lên sau, lên phải bỏ cái bao thư vào trong 2 cái thau dâng của lễ, vừa mất thì giờ mà vừa ngại ngần. Vì có những người không có đem tiền theo, không nghĩa đưa cái bao thư không. Có những người họ lòng họ muốn nhưng mà họ không có, bây giờ làm sao bây giờ. Cho nên là cũng không nên làm những cái hình thức kiểu ép buộc như thế, thì nó cũng không có hay. Hãy để họ tự nguyện thì vẫn đẹp hơn. Chúa không cần nhiều một đồng xu của bà quá, Chúa bảo bà ấy đã bỏ nhiều hơn cả. Tiếp theo là chủ tế, sông hương lễ vật, thánh giá và bàn thờ để diễn tả lễ vật với lời nguyện của giáo hội, ví như hương trầm bay lên trước tôn nhan Thiên Chúa, như ta vẫn hát lời con như trầm hương bay lên trước thiên tòa, bay lên giữa thiên tòa, như vân vân. Khi đó chủ tế
các linh mục đồng tế nếu có và các tín hữu cũng được sông hương để nói lên phẩm giá của những người đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Cái việc mà chủ tế, linh mục đồng tế và các tín hữu tham dự thánh lễ hôm đó cũng được sông hương là nói lên cái phẩm giá của người đã được lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Sau đó thì chủ tế rửa tay, biểu lộ lòng ao ước được thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm cực thánh. Đó là phần thứ nhất, chuẩn bị lễ vật. Phần thứ hai là kinh nguyện thánh thể, hay còn gọi là kinh tạ ơn, là trung tâm và đỉnh cao của toàn bộ cử hành thánh thể. Nội dung của kinh nguyện thánh thể là tạ ơn và thánh hóa, nghĩa là toàn thể cộng đoàn tín hữu kết hiệp với Chúa Kitô qua vai trò chủ tế để tạ ơn và tuyên xưng các kỳ công của Thiên Chúa, đồng thời xin ơn thánh hóa giáo hội. Cấu trúc kinh nguyện thánh thể gồm 8 yếu tố chính yếu sau đây: lời tiên tụng, kinh thánh thánh thánh, kinh nài xin Chúa Thánh Thần xuống thánh hóa lễ vật, kinh tưởng niệm, lời nguyện dâng tiến, lời chuyển cầu trong bổ nhiệm hiệp thông của giáo hội và vinh tụng ca. Lời tiên tụng bắt đầu bằng lời đối thoại giữa chủ tế và cộng đoàn: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Là lời mời gọi nhằm biểu lộ tính duy nhất của cộng đoàn phụng tự trong lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Việc hướng tâm hồn lên là thái độ của con người được phục sinh. Nâng tâm hồn lên, ở đây cũng xin mở ngoặc là có một số người hay nói giỡn câu là hãy nâng tâm hồn lên thì cứ cười nhạo là hãy nâng tôm hùm lên rồi cười nhạo với nhau. Chúng ta thấy mình có nhiều cách để nói giỡn, nói chơi, nhưng mà không nên lấy những cái nghi thức thánh lễ hoặc những cái việc thiêng thánh ra để giỡn cợt với nhau, làm tục hóa như vậy, để những người mà ngoại đạo hoặc những người giáo dân họ đơn sơ họ nghe họ dễ bị vấp phạm. Cứ bảo là hãy nâng tôm hùm lên, cái đó là không nên tí nào. Nâng tâm hồn lên là lời mời gọi biểu lộ tính duy nhất của cộng đoàn phụng tự trong lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Việc hướng tâm hồn lên là thái độ của con người được phục sinh, của người chỉ tìm kiếm những thực tại trên trời nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Sau lời đối thoại thì mọi lời tiên tụng đều gồm 3 phần rõ rệt: lời tạ ơn Chúa Cha nhờ Chúa Kitô, lý do tạ ơn hay dẫn chứng một khía cạnh nào đó của mầu nhiệm đang được cử hành, và câu dẫn vào kinh thánh thánh thánh. Kinh thánh 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 đó là lời tung hô chúc tụng Chúa Cha, nhưng cũng là lời tôn vinh Chúa Kitô khi Ngài tiến vào thành Jerusalem để hoàn tất cuộc vượt qua của mình. Giáo hội đọc kinh này trước phần truyền phép để nối kết với cuộc vượt qua của Chúa Kitô mà khởi đầu là bữa tiệc ly, và tất cả cộng đoàn cùng đọc hay hát kinh này. Rồi tiếp theo là kinh nài xin Chúa Thánh Thần, nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc thánh hóa lễ vật để trở nên mình vào máu Chúa Kitô. Anh chị em nhớ, tác động của Chúa Thánh Thần không thể thiếu trong cử hành thánh lễ. Chúa Thánh Thần vừa là đấng thánh hóa lễ vật, vừa là đấng thánh hóa giáo hội, tức là thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Chính Ngài hiện tại hóa hy lễ thập giá Chúa Kitô, và chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta khi tham dự thánh thể được hiệp nhất và yêu thương nhau. Nếu mà khi tham dự thánh thể mà chúng ta không hiệp nhất và không yêu thương nhau, tức là ta đã bóp nghẹt Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần làm cho ta khi tham dự thánh thể thì ta thấy mình được hiệp nhất và yêu thương nhau hơn. Kế tiếp là phần tường thuật Chúa Kitô thiết lập bí tích thánh thể được đọc trong thể văn trực tiếp như là chính Chúa Kitô đang cử hành.
các con hãy nhận lấy mà ăn, rồi cầm lấy chén các con hãy nhận lấy mà uống. Giáo hội tin thật rằng Chúa Kitô đang hiện diện, và chính Ngài, chứ không phải linh mục, chính Ngài biến đổi bánh và rượu trở nên mình và máu của Ngài. Vì thế, sau lời nguyện truyền phép thì bánh và rượu không còn như trước nữa, nhưng đã trở nên mình và máu đích thực của Chúa Kitô. Dù rằng hình dạng bánh thì vẫn là tấm bánh màu tròn, màu trắng hình tròn, hoặc là chén rượu vẫn là mùi rượu, màu rượu, nhưng là tùy thể mà thôi. Còn bản thể bánh và rượu đã trở nên thực sự mình thánh và máu thánh Chúa rồi. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong hình bánh và hình rượu có giá trị trường tồn sau khi truyền phép. Do đó, người tín hữu tỏ lòng tôn thờ và kính cẩn mỗi khi đến trước mình máu Chúa Kitô. Kế tiếp là kinh tưởng niệm, là kinh cộng đoàn đọc sau phần truyền phép. Chủ tế sướng: đây là mầu nhiệm đức tin. Tất cả mọi người chúng ta cùng đáp, có nhiều câu đáp khác nhau. Trong đó có câu là: lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Lời tuyên xưng này là lời tuyên xưng và mầu nhiệm thánh thể. Lời tuyên xưng này mang hai ý nghĩa. Thứ nhất, khẳng định giá trị hiến tế của Chúa Kitô trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài, và xác tín sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Lời nguyện dâng tiến. Kế tiếp là lời nguyện dâng tiến, là lời nguyện mà chủ tế đọc sau kinh tưởng niệm. Vì thế lạy Chúa, giờ đây tưởng nhớ con Chúa đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa, vân vân. Lời nguyện này là: nài xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần để thánh hóa giáo hội là thân thể của Chúa Kitô. Sự hiệp nhất của giáo hội phát xuất từ hiến lễ của Chúa Kitô là công trình của Chúa Thánh Thần. Kế tiếp là lời truyền cầu trong mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội. Lời kinh này thường được các vị đồng tế thay phiên nhau đọc trong thánh lễ đồng tế. Lời kinh này, các bạn để ý, lời kinh này nhắc đến mọi thành phần dân Chúa, những người đang sống như là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục, rồi hàng giáo sĩ, toàn thể dân Chúa, đó là giáo hội lữ hành đang sống trên trần gian. Rồi nhớ đến những người đã khuất, cha mẹ, anh chị em, bạn bè và mọi tín hữu đã qua đời, đó là giáo hội thanh luyện. Và nhắc đến mẹ Maria, các thánh tông đồ và các thánh, đó là giáo hội thiền quốc. Đó là lời truyền cầu trong mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội. Vì thế mà mọi người, kẻ sống cũng như kẻ chết, đều được cầu nguyện, đều được nhắc đến trong mỗi thánh lễ. Không có ai là linh hồn mồ côi hết. Kết thúc bằng vinh tụng ca, là lời tung hô Chúa Cha nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, chính nhờ Người, với Người và trong Người. Cái này chỉ có chủ tế và các linh mục đồng tế đọc mà thôi, người giáo dân không đọc câu này. Lời tung hô này kết thúc kinh nguyện thánh thể và trở nên lời kinh kết thúc mẫu mực cho các lời kinh trong giáo hội. Chỉ mình chủ tế đọc kinh vinh tụng này, sau đó tất cả cộng đoàn tung hô bằng tiếng Amen, có nơi thì hát Amen, Amen, Amen. Trong cách gọi thông thường hiện nay, vinh tụng ca còn mang tên gọi là kinh sáng danh, được dùng để kết thúc các lời kinh hay giờ cầu nguyện của cá nhân hoặc cộng đoàn. Bây giờ chúng ta đi qua phần thứ ba của nghi thức thánh thể, phần phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Thì phục vụ thánh thể có chuẩn bị lễ vật, kinh nguyện thánh thể, và thứ ba là kinh, là nghi thức rước lễ. Nghi thức rước lễ bắt đầu từ kinh lạy Cha cho đến hết lời nguyện hiệp lễ. Nghi thức này là phần người tín hữu tham dự bản tiệc thánh thể. Họ được mời gọi đến lãnh nhận mình máu thánh Chúa Kitô để được nuôi dưỡng và đón nhận sự sống đời đời của Ngài. Kinh lạy Cha là lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện. Đó là kinh chuẩn bị trực tiếp trước khi rước lễ.
Sau khi mọi người đọc kinh lạy cha, chủ tế còn khai triển phần cuối của kinh này bằng cách đọc: lạy cha, xin cho chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, vân vân, để nhấn mạnh lòng cậy trông của dân Chúa vào tình thương của Ngài trong khi đợi ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Sau đó, kinh lạy cha kết thúc bằng lời tung hô của tất cả cộng đoàn: vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời. Kinh lạy cha sau cái câu đó là lời cầu bình an và cử chỉ chúc bình an, được xem là dấu chỉ của việc hòa giải, tha thứ và hiệp nhất. Giáo hội luôn ý thức tham dự thánh thể đòi hỏi người tín hữu phải vượt qua chính mình để đến với anh chị em. Chúa Kitô giáo huấn các môn đệ phải làm hòa với người khác trước khi tiến dâng của lễ. Cách thức chúc bình an ở Việt Nam là tín hữu hai bên nhà thờ quay vào và cúi đầu chào nhau, còn tùy theo mỗi hội đồng giám mục quy định những cách thức chúc bình an như thế nào, tùy theo mỗi phong tục tập quán hoặc là nghi thức dân tộc như thế nào, hội đồng giám mục ở xứ đó, ở nước đó quy định. Có nơi thì bắt tay, có nơi thì ôm hôn, có nơi thì cúi đầu chào, vân vân. Nhưng mà làm gì thì làm, việc mà cúi đầu chào nhau chúc bình an nó phải làm với tất cả cái trái tim của mình quay sang cúi đầu và nhìn nhau mỉm cười, cúi đầu chúc bình an. Chứ còn ta cứ quay sang bên phải, quay sang bên trái, ta gật như cái máy. Cuối cùng bên trái là một người, bên phải là bức tường. Bên trái gật một cái, quay sang bên phải, gật một cái, ngẩng đầu lên thấy đang gật đầu vào cái tường hay là cái cột đèn đứng cuối nhà thờ, vân vân. Thì cái việc mà chúc bình an là cái việc diễn tả mình phải thực sự tha thứ cho người trước khi mình nên rước lấy Chúa Giêsu. Nếu trong tâm hồn tôi còn cái gì vướng mắc thì xin Chúa, mình không làm được, xin Chúa giúp mình. Và xin khi việc rước mình Thánh Chúa vào thì sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thể phá tan cái sự giận hờn, cái sự ganh tức, cái sự thù hằn trong tâm hồn mình đi. Sau phần chúc bình an là nghi thức bẻ bánh, diễn tả Chúa Kitô là tấm bánh duy nhất được ban phát cho muôn người. Tham dự vào tấm bánh này là tham dự vào sự sống của người, đồng thời cũng kiến tạo nên sự hiệp thông duy nhất của thân mình Ngài là giáo hội. Sự hiệp thông của người tín hữu trong giáo hội phát xuất từ việc tham dự vào thánh thể, chứ không do sự chọn lựa cá nhân đồng thuận của mỗi chúng ta. Không phải vì tôi thích ai thì tôi hiệp thông với người đó, tôi không thích thì tôi không cần hiệp thông. Không phải. Nhưng mà vì chúng tôi cùng bẻ bánh, cùng ăn chung một tấm bánh, cùng tham dự bữa tiệc thánh thể thân mình của Chúa Kitô thì phải hiệp nhất, phải nên một với nhau. Bẻ bánh xong, chủ tế mời gọi mọi người tiến bước đến lãnh nhận mình máu Thánh Chúa. Trước khi lãnh nhận mình thánh, mỗi người tín hữu kính cẩn cúi mình sâu để tỏ lòng tôn kính và thờ lạy Chúa Kitô hiện diện trong thánh thể. Trước khi rước mình thánh, chứ không phải sau khi rước mình thánh. Sau khi rước mình thánh, mình không có cúi chào ai nữa, không cúi. Có người vừa mới rước mình thánh xong, Chúa đang ở trong mình rồi còn cúi gì nữa. Đi sang tòa Thánh Giuse cúi một cái, sang tòa Đức Mẹ cúi một cái, sang tòa Thánh Vincente lại cúi một cái nữa. Đó không được rồi, không đúng rồi. Vì lúc đó không ai ngoài Chúa Giêsu, mà mình đang là nhà tạm, Chúa Giêsu đang ngự trong mình rồi, còn cúi chào ai nữa bây giờ. Trước khi lãnh nhận thì cúi, và khi đi mục đưa mình thánh và nói mình thánh Chúa Kitô, người tín hữu đáp Amen. Giám mục giơ mình thánh lên và đọc một cách rõ ràng. Linh mục hay là thừa tác viên, có thể là tu sĩ, có thể là giáo dân, phải giơ lên và đọc rõ ràng mình thánh Chúa Kitô. Và người nhận muốn nhận thì phải đáp Amen. Tiếng Amen là lời tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể. Amen là vâng, tôi tin đây là mình thánh Chúa Kitô. Amen, vâng, tôi tin rằng tôi rước mình thánh Chúa Kitô thì tôi và Chúa được nên một. Vâng, Amen là
Nghĩa thứ ba là khi tôi rước mình thánh Chúa Kitô, tôi nên một với Chúa. Người khác cũng rước mình thánh Chúa Kitô thì tôi và những anh em cũng nên một với nhau trong Chúa Kitô. Đó là ý nghĩa của tiếng Amen. Cho nên những người ngoại đạo họ đâu có biết ý nghĩa của tiếng Amen. Vì thế mà họ không biết họ nên rước lễ khi có thể tác viên giơ mình thánh Chúa lên, mình thánh Chúa Kitô, nói cho em xin. Vâng, thí dụ như thế. Có cái chuyện nó xảy ra, hoặc là lẹ lên cho em về. Có thể rước lễ hai cách, tùy theo lòng kính cẩn và tôn thờ Chúa, hoặc là bằng tay, hoặc là bằng miệng. Tuy nhiên, dù bằng cách nào cũng phải thực hiện trong nghiêm trang kính cẩn và tôn trọng người khác. Và phải rước ngay, không có cầm mình thánh đi về, rồi lỡ chúng ta bẻ ra, hoặc chúng ta làm rớt, hoặc chúng ta xúc phạm, phải rước ngay. Rước lễ xong nên dành đôi phút thinh lặng để ca ngợi, thờ lạy và tạ ơn hồng ân thánh thể vừa lãnh nhận. Và cuối cùng là nghi thức kết thúc, bao gồm lời chào, phép lành và giải tán. Câu giải tán là lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Đó là một lời, đó là một mệnh lệnh, đúng là một mệnh lệnh, một lời mời gọi là hãy ra đi loan báo tin mừng. Mặc dù thánh lễ kết thúc qua việc bẻ bánh, nhưng sứ điệp mời người tín hữu đón nhận trong thánh lễ cần được nối tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Sứ mạng làm chứng và sống tin mừng của Chúa Kitô được làm mới lại mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Vì thế mà Mỹ hát: ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Giữ lễ mà cũng có người hỏi, đấy là phải giữ chay 1 giờ trước khi rước lễ. Ngày xưa thì kỹ lắm, giữ cả buổi, còn bây giờ thì chỉ buộc giữ chay 1 giờ trước khi rước lễ. Có nghĩa là tính từ lúc rước lễ trở ngược lại là 1 giờ, chứ không phải từ lúc bắt đầu thánh lễ. Cho nên có thể thánh lễ dài hơn 1 tiếng thì lúc rước lễ trước đó thì cả đoàn tập hát mệt, có thể ăn một tí gì đó, uống một tí gì đó để lấy sức mà hát lễ, vì chưa thánh lễ mà. Đến lúc rước lễ mới là tính 1 giờ. Thứ hai là cái luật giữ chay đó chỉ buộc cho người khỏe, còn những người đau bệnh có thể uống thuốc bất cứ lúc nào, không có buộc phải kiêng. Hoặc là nếu mà tôi đang là ca đoàn, tôi hát lúc đó tôi bị ho thì tôi cần phải ngậm một viên kẹo ho để không có ho làm chi chí người khác, và không có ho để tôi còn có thể tiếp tục hát được. Hoặc là người mà bị bệnh mà không phải đường nó lên mà đường nó xuống thì phải có cục kẹo, để lúc đó phải ngậm cái cục kẹo để có chất đường cho đường nó khỏi xuống, thì việc đó là được phép, chứ không có bắt buộc là phải 1 giờ cho những người đau bệnh. Luôn tiện xin trả lời về cử chỉ điệu bộ của thân xác khi cầu nguyện. Những điều mà chúng tôi vừa mới chia sẻ là từ ý kiến của cha Thủ, là giáo sư về phong vụ ở Đại Chúng Viện Sài Gòn xưa, bây giờ ngài đang đi khoa sứ, cho nên là ngài là chuyên viên, là chuyên gia, là giáo sư về phong vụ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng những cái câu hỏi về phong vụ chúng tôi phải hỏi những người về chuyên môn. Bây giờ cử chỉ và điều bộ của thân xác khi cầu nguyện. Một số người hỏi đứng quỳ ngồi như thế nào. Luôn tiện xin được trả lời luôn cho anh chị em. Ai có thể có giờ thì mở quy chế tổng quát sách lễ Roma 2002 số 42 đến số 44. Có thể nói là Kitô giáo là một tôn giáo nhập thể. Ngôi lời đã trở nên xác phạm. Qua bí tích rửa tội, thân xác đã trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần và đợi chờ ngày phục sinh. Con người được dựng nên và được cứu rỗi cả hồn lẫn xác. Do đó phụng vụ không bỏ qua chiều kích thân xác. Các cử chỉ bên ngoài của thân xác nó biểu lộ một tâm tình sâu kín của tâm hồn. Một cử hành phụng vụ được xem như tích cực, ý thức và linh động, phải được người cử hành diễn tả những tâm tình bên trong qua các thái độ cử chỉ của thân xác. Ngay cả khi phụng vụ Latin hiện đại có xu hướng lãng quên, nhưng tính đa dạng và ý nghĩa của thái độ cần phải có trong phụng vụ
luôn được xác nhận qua truyền thống. Thứ nhất là đứng, là trạng thái căn bản trong phục vụ. Tư thế này đã được xem là tư thế cầu nguyện của người Do Thái. Sách Tin Mừng đã chứng minh điều đó. Khi anh em đứng cầu nguyện, người Pha-ri-siêu đứng riêng một mình cầu nguyện rằng, trạng thái đứng cầu nguyện cũng được các cộng đoàn hội thánh sơ khai thực hành. Đứng trước tiên được hiểu đơn giản như trạng thái tôn trọng. Đứng khi chủ sự bắt đầu buổi cử hành, đứng khi nghe công bố tin mừng, cũng như dân Israel đứng để lắng nghe lời Chúa. Đứng còn là trạng thái biểu trưng của sự phục sinh, được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự chết, không còn là nô lệ nhưng là con. Do đó con người có thể đứng trước mặt Thiên Chúa với niềm tin tưởng của người con được tự do. Các Kitô hữu đầu tiên đã sử dụng động từ Hy Lạp trỗi dậy, đứng thẳng để nói về sự phục sinh, và các giáo phụ nghiêm cấm quỳ gối trong khi cử hành họp nhau ngày thứ nhất trong tuần và trong mùa phục sinh. Và cuối cùng, đứng mang một ý nghĩa cánh chung. Đây chính là trạng thái của người chờ đợi ngày cánh chung, ngày mà anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc theo lời dạy của Chúa Giêsu. Và các người được tuyển chọn đứng trước Ngài và trước con chiên. Thứ hai là ngồi. Ngồi là trạng thái của người lắng nghe. Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vì thế, trừ bài tin mừng trong thánh lễ, ngồi để nghe các bài đọc và bài giảng. Ngoài ra, ngồi trong khi nguyện ngẫm hoặc chiêm ngắm trong thinh lặng. Ngồi để nghe các bài đọc, chứ khi bài tin mừng thì chúng ta đứng. Còn bài đọc 1 hoặc bài đọc 2 hoặc đáp ca chúng ta ngồi, và giảng thì chúng ta ngồi. Hoặc là phần dâng của lễ thì mình ngồi. Còn các phần khác thì có khi trước lễ xong chúng ta có thể quỳ, có thể ngồi để chiêm ngắm trong thinh lặng. Thứ ba là cúi mình phủ phục, là những thái độ rất đặc biệt. Mặc dù phủ phục là trạng thái thường được nói đến trong Kinh Thánh, nhưng trong phụng vụ Roma, phủ phục chỉ được sử dụng trong nghi lễ phong chức và tuyên khấn khi hát kinh cầu các thánh. Tôi nhớ ngày xưa đi dự thánh lễ, khấn các quả sơ, lúc mà khấn hát kinh cầu các thánh, các sơ nằm hết ra, hoặc là mấy thầy truyền chức cũng nằm hết. Rồi bên mấy sơ thì lấy cái, mấy em bé phủ cái khăn trắng lên, rồi bắt đầu rải hoa ha, lên trên, trong khi mọi người hát kinh cầu các thánh. Mấy sơ thì như thế. Còn chúng tôi, linh mục trước khi truyền chức thì phục trước bàn thờ, không có phủ khăn gì cả và hát kinh cầu các thánh. Ngoài ra có thể phủ phục hoặc quỳ. Ngoài ra có thể phủ phục hoặc quỳ khi linh mục chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa vào chiều ngày thứ sáu tuần thánh. Trong khi đó, cúi mình là thái độ thường xuyên nhất và mang nhiều ý nghĩa. Cúi mình sâu khi đọc kinh vinh danh sau mỗi thánh vịnh, ca tụng vinh danh Thiên Chúa, và cúi mình bày tỏ tâm tình thờ lạy và tôn kính, chẳng hạn khi linh mục giơ cao mình Thánh Chúa hoặc đến trước thánh thần. Thứ bốn là quỳ gối, là cử chỉ của người sám hối. Theo Thánh Basilia, trạng thái quỳ gối muốn nói rằng chính tội lỗi ném chúng ta xuống đất. Thái độ này thích hợp khi nhận lãnh bí tích giải tội hoặc trong khoảng thời gian cầu nguyện cá nhân. Trạng thái quỳ cũng được thực hành nhiều khi tôn thờ bí tích thánh thể. Giơ hai tay cầu nguyện là một cử chỉ được thực hiện khi cầu nguyện trong truyền thống thánh kinh. Và nhiều thánh vịnh mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm truy. Hãy giơ tay hướng về cung thánh mà dâng lên lời chúc tụng người. Ước chi lời con nguyện như hương trầm bay tỏa trước thánh nhan, và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều. Cử chỉ này cũng được các Kitô hữu đầu tiên thực hành. Đây cũng chính là cử chỉ khi đọc kinh lạy cha. Cử chỉ này muốn nói lên rằng của lễ mà người tín hữu muốn dâng lên Thiên Chúa Cha luôn nhờ lời cầu nguyện của Chúa con. Cầu nguyện với hai tay giơ lên trời, cũng
cũng là cử chỉ đi kèm theo lời cầu nguyện chuyển cầu mà Môi-se đã thực hiện trong thời xuất hành. Nhờ cử chỉ này mà dân được tuyển chọn đã chiến thắng. Giơ tay cầu nguyện còn là lời chúc tụng và ngợi khen. Giơ hai tay lên trời khi cầu nguyện đối với người tín hữu còn là một ý nghĩa là liên kết lời cầu nguyện của họ với lời cầu nguyện của Chúa Kitô, cánh tay giang ra trên thập giá. Và sau cùng, hãy nghe lời khuyên của Thánh Phaolô: vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Thưa anh chị em, những cử chỉ đứng, ngồi, quỳ, cúi, giơ hai tay tùy theo sức khỏe của mỗi người nữa. Nếu sức khỏe của ta yếu, không thể đứng được thì ta ngồi, không thể quỳ được thì ta ngồi. Chúng ta đừng vội nhìn vào những người mà họ ngồi khi dâng linh mục, dâng thánh mình thánh Chúa hoặc là chầu thánh thể, thấy họ ngồi, hay là lúc mình quỳ cầu kinh lòng Chúa thương xót mà họ ngồi rồi, ta cho rằng họ là lười biếng hay là họ chịu dưỡng xác thịt, vân vân. Tránh việc xét đoán người khác qua những cái bên ngoài. Mình không biết được lý do sức khỏe của họ như thế nào. Có khi họ đau đầu gối, có khi họ đau chân, có khi họ đau mông, không thể đứng, không thể quỳ, không thể ngồi như chúng ta được. Hãy tôn trọng tự do của mỗi người và tôn trọng cái sức khỏe của mỗi người. Ta không xét đoán, không có liếc nhìn một cách khó chịu hay là dè bỉu khi mà họ không đứng ngồi quỳ với cộng đoàn, như cộng đoàn. Được chưa? Và bây giờ chúng tôi đi tiếp. Mà câu hỏi số 38 được không ạ? Câu 37 về chính thống vân vân, chúng tôi xin phép được trả lời phần riêng. Câu 38. Con chào cha, con là bổn đạo mới, xin cha cho con hỏi là nhà mình có thể làm bàn thờ Chúa trong phòng ngủ không cha, hay chỉ một bàn thờ ngoài phòng khách thôi ạ? Con nghe cha giảng mình chỉ thờ một Thiên Chúa mà thôi, vậy trên bàn thờ mình có được để ảnh tượng các thánh không cha? Xin cha giải đáp cho con cũng như những người bổn đạo mới như con được biết. Con cảm ơn cha, con chúc cha nhiều sức khỏe và bình an trong lòng thương xót Chúa. Vâng, xin cảm ơn. Một người bổn đạo mới hỏi là nhà mình làm bàn thờ trong phòng ngủ hay chỉ một bàn thờ phòng khách mà thôi. Chúng thấy là để ý mỗi gia đình chúng ta nên có một bàn thờ chính. Một bàn thờ chính. Rồi có thể là mỗi phòng có một bàn thờ phụ treo ảnh Chúa hay Đức Mẹ hay các thánh nào đó ta thấy là phù hợp. Có những nơi nhà thì làm quá nhiều bàn thờ để bốn chung quanh, không biết là đọc kinh ở quay hướng về đâu, thì nó làm mất cái tính cách trang trọng, tập trung và cung kính đi. Và lưu ý là khi làm bàn thờ thì Chúa phải để trên hết, hoặc là Chúa lòng thương xót, hoặc là tượng thánh giá, hoặc là Chúa Kitô phục sinh, tượng Chúa phải để trên hết. Mình tôn thờ Thiên Chúa và chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi, không có thần nào khác, ngay cả Đức Mẹ và các thánh. Đức Mẹ và các thánh chúng ta chỉ là không có thờ lại, không có tôn thờ, mà mình tôn kính. Tôn kính, mình kính bái nha. Anh chị em để ý. Cho nên là tượng Đức Mẹ, tượng các thánh chúng ta được phép đặt trên bàn thờ, nhưng Chúa phải đặt trên cao và chính giữa ở phía trước. Rồi trong phòng ngủ mình cũng có thể để ảnh Chúa, Đức Mẹ vân vân, để xin Chúa, Đức Mẹ gìn giữ giấc ngủ của mình, gìn giữ gia đình của mình, gìn giữ những người đang ở trong nhà hoặc trong căn phòng này, để ý thức rằng có sự hiện diện của Chúa, của Đức Mẹ các thánh ở trong căn phòng này. Ngay cả trong phòng ngủ, có nhiều người thì cho rằng phòng ngủ là nơi mà sinh hoạt vợ chồng, như thế thì để ảnh Chúa, Đức Mẹ trong phòng ngủ như vậy thì có tội. Thưa, chuyện mình trở thành vợ chồng với nhau, kết hợp vừa thân xác vừa tâm hồn thì mới thực sự là vợ chồng trong bí tích hôn phối. Nếu chỉ có kết hợp tâm hồn mà thân xác không thể kết hợp được thì chưa là vợ chồng hoàn toàn được. Cho nên cử hành bí tích hôn phối, đấy là cái dấu chỉ bên ngoài của bí tích hôn phối, là thân xác người nam người nữ được kết hợp, được nên một với nhau. Cho nên
cử chỉ đó không phải là xấu, không phải là tội gì cả, nhưng mà cần được Chúa chúc phúc để sinh hoa kết trái, để qua những cử chỉ đó người ta yêu thương nhau hơn. Có khi vì không làm được như vậy mà người ta không thể đi đến tuyệt đỉnh của tình yêu, không đi đến trọn vẹn của tình yêu. Cho nên xin Chúa chúc lành cho những cử chỉ ân ái này, để chúng con yêu mến nhau nhiều hơn trong tình yêu của Thiên Chúa. Đẹp lắm chứ phải không ạ? Được không ạ? Vâng, chị Bổn Đạo Mới đã đồng ý chưa? Cứ an tâm. Cũng lưu ý là mình có thể làm bàn thờ tổ tiên, nhưng xin tách ra. Có những nơi để Chúa, Đức Mẹ, rồi ông bà tổ tiên hết lên chung một cái, rồi không lúc mà đọc kinh thì mình thấy cuống cả lên, mà không biết như thế nào. Thì có một bàn thờ tổ tiên, ông bà cho phép mình là cắm hương, hoa, quả, lễ vật để lên trên bàn thờ để kính nhớ ông bà tổ tiên của mình. Nhưng đừng lẫn với bàn thờ chính là tôn thờ Thiên Chúa và tôn kính Đức Mẹ và các thánh. Rồi xin mời chúng ta nghe tiếp câu hỏi số 38. Con là người ngoại đạo, nhà con thờ Chúa, Mẹ, ông Thánh Giuse, ảnh lòng thương xót, ảnh Mẹ. Nhưng cha ơi, con sợ Chúa, Mẹ Maria, cô đơn lắm vì không ai đọc kinh. Con chỉ thỉnh thoảng tâm sự và hằng đêm nghe bài giảng của cha và sơ trâm ở Nhật giảng. Chúa và Mẹ có cô đơn không hả cha? Anh chị em thấy Chúa và Mẹ có cô đơn không? Có không? Có buồn không? Thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo mà nhà thờ Chúa, rồi mẹ ông Thánh Giuse vân vân. Như tôi nói với câu trả lời câu số 37 là chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Còn Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh chúng ta tôn kính chứ không tôn thờ. Vì các ngài chỉ là người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để Chúa là nguồn ân sủng ban ân phúc xuống cho chúng ta. Chúa và Mẹ chỉ muốn ban ơn cho con người. Chúa và Mẹ và các thánh đang ở trên thiên đàng thì ở nơi không còn khóc lóc, nơi tràn đầy bình an, hạnh phúc. Chúa là tình yêu. Chúa có buồn, có khóc là vì yêu thương con người. Đức Mẹ có buồn, có khóc cũng vì yêu thương con người. Vì yêu thương những đứa con nó còn đang đau ốm, bệnh tật. Những đứa con nó còn không chạy đến để nó lãnh nhận ơn phúc, mà nó cứ đi hoang, và nó biết chắc rằng nó đi như vậy thì nó sẽ chết, nó đi như vậy thì nó sẽ bị tai nạn thế này thế kia. Nhưng mà nó vẫn không có chạy về, không chạy đến như người cha, người mẹ chờ đứa con của mình. Nó đến, nó tâm sự, nó chia sẻ: mẹ ơi, bố ơi. Nó như là một người cha, như là một người bạn, như là một người anh, như là một người chị. Chúa không phải là một ông thần ở tít trên cao vô hồn, mà chỉ chăm chăm chú chú nhìn xuống con người, coi đứa nào mà làm sai thì phạt. Không phải, Chúa không phải là ông cảnh sát, hay phải không phải là ông kẹ, như là một Thiên Chúa nhập thể làm người nơi Đức Giêsu Kitô. Như chúng ta mọi đảng, có buồn, có khóc, có nhớ, có thương, có đói, có khát, có no, chỉ trừ là ngày không phạm tội mà thôi. Cho nên Kinh Thánh nói rằng chúng ta có một đấng trung gian duy nhất là Chúa Giêsu. Ngài đã đi qua những đau khổ, Ngài đã học vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Ngài đã biết thế nào là đau khổ, thế nào là tủi nhục, thế nào là cô đơn, để cảm thông với con người, để cứu vớt con người, để đưa con người vượt ra khỏi cái trầm trần gian đầy đau khổ tội lỗi này, để về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Cho nên cô đơn hiểu theo nghĩa là chúng ta không chạy đến với Ngài để Chúa ban ơn cho chúng ta, không chạy đến với Mẹ để Mẹ an ủi, để Mẹ nâng đỡ chúng ta. Cho nên chúng ta hay thấy có Đức Mẹ khóc. Đức Mẹ khóc không phải là vì Đức Mẹ, mà khóc vì thương con của mình. Giống như ngày xưa, mẹ tôi mỗi lần đánh tôi thì mẹ tôi lại khóc, khóc vì thương tôi, chứ không phải vì mẹ mẹ. Thì Chúa và Đức Mẹ rất là mong ước con người chạy đến với Ngài. Như là Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina là: con có chuyện gì con kể ta nghe. Faustina bảo: Chúa biết hết rồi, con kể cái gì. Nhưng mà ta thích con kể cho ta nghe.
Vậy thì anh chị em hãy chạy đến với Chúa, chạy đến với Đức Mẹ, các thánh, nói chuyện tâm sự nhỏ to, chính là cầu nguyện. Chính là cầu nguyện. Và Chúa, Đức Mẹ, các thánh rất thích nghe những lời tỉ tê tâm sự của chúng ta, hơn là ta đi ta tỉ tê tâm sự với bà hàng xóm, rồi bà đem bán đứng người ta ra ngoài chợ, đem những chuyện của nhà ngoài ngõ, trong nhà của ta bà đem ra ngoài ngõ bà bán hết. Đừng có bà ai cũng kể, rồi cũng tâm sự, chọn mặt mà gửi vàng. Chắc ăn là cứ chọn Chúa, Đức Mẹ, các thánh mà gửi, không phải gửi vàng mà gửi cả thân xác linh hồn, cả cuộc đời của mình cho các ngài, nó chắc ăn hơn. Người ngoại đạo người ta còn thấy rằng là sợ Chúa và Đức Mẹ cô đơn mà người ta còn thỉnh thoảng đến tâm sự. Câu hỏi này làm cho tôi phải suy nghĩ. Chúng ta là những người Công giáo phải suy nghĩ. Còn người Công giáo của mình, còn con cái của Chúa thì sao? Chúng ta đi vào câu thứ 39. Cha ơi, cho con hỏi à? Nhà con có 2 tầng. Tầng 1 con đặt bàn thờ Chúa, tầng 2 cũng khu vực chỗ đó con kê giường ngủ. Vậy có bất kính với Chúa không cha? Con cảm ơn cha, chúc cha thật nhiều sức khỏe. Sao các bạn có thấy có bất kính không? Nếu mà ở một tầng mà mình để Chúa ở dưới cái giường của mình, dưới cái chỗ ngủ của mình thì là bất kính. Còn đây là 2 vị trí, 2 khu vực nó hoàn toàn độc lập với nhau rồi. Tầng dưới mình để bàn thờ, còn tầng trên mình muốn kê bàn, kê ghế, toilet, vệ sinh gì đâu đó là tùy mình nha. Không có ảnh hưởng gì hết, mà không có gì gọi là bất kính cả. Tôi thấy có nhiều người cũng thắc mắc về vấn đề này, cho nên là bối rối. Chúng ta nhớ đó là 2 vị trí độc lập hoàn toàn, tầng 1 với tầng 2, hoặc là tầng gác cũng vậy, nó cũng đã độc lập rồi, không có mang tiếng là bất kính đâu. Đừng có để Chúa ở dưới gầm giường hay gầm bàn của mình, hay là gầm trạm của mình. Mà cái điều quan trọng nhất là để Chúa vào trong tâm hồn của mình, mà tâm hồn của mình lại bất xứng, thì y như là để Chúa vào cái chỗ bất xứng ở bên ngoài. Ta thấy rằng mình để Chúa ở thùng rác, để Chúa ở gầm giường, thế là bất kính. Vậy mà Chúa ở trong tâm hồn mình là lấy rác mình đổ đầy vào bằng tội lỗi của mình, bằng những ý nghĩ xấu, bằng những lời nói xấu, bằng những việc làm xấu, tức là mình đang đổ rác, đổ những đồ phế thải vào tâm hồn của mình, tức là mình đang đổ những cái đồ phế thải đó vào chính Chúa. Mình có thấy điều đó là điều bất kính hay không? Câu số 40. Con xin chào cha Long và cộng đoàn lòng Chúa thương xót ạ. Con có một thắc mắc này muốn hỏi cha. Con có đọc một cuốn nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi. Ở trong đó thì có nói đến lòng lân tuất của Chúa. Vậy con muốn hỏi cha là lòng lân tuất của Chúa là gì? Và lòng lân tuất của Chúa giống và khác lòng thương xót Chúa như thế nào vậy cha? Con cảm ơn cha. Bạn này cũng tốt đấy chứ, phải không ạ? Đọc được cuốn nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina, quá tốt. Chúng tôi xin phép được trả lời dựa vào cuốn Tự Điển Công Giáo đang có trước mặt tôi đây. Tự Điển Công Giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo lý Đức Tin, Ban Từ vựng Công Giáo, Nhà xuất bản Tôn Giáo, trang 513, định nghĩa lân tuất là gì? Trang 513, lân tuất, trang 513, lân là thương tình, tuất là thương xót. Vậy lân tuất là lòng thương xót. Bạn đã thỏa mãn chưa? Lòng lân tuất và lòng thương xót là một. Vậy thì lòng thương xót là gì? Trang 873. Từ Điển Công Giáo định nghĩa lòng thương xót: thương là đau lòng, xót là thương sâu xa. Lòng thương xót là sự đau lòng, xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác, thường được thể hiện bằng hành động cụ thể như việc giúp đỡ hay an ủi. Trong Cựu Ước, dân Israel cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa
vì Ngài luôn chung thủy, thương yêu, tha thứ sau mỗi lần họ phạm tội và từ bỏ Ngài. Isaiah 54 chương 8 câu 8 đến câu 10. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài đã giảng dạy về một Thiên Chúa là Cha hay yêu thương và tha thứ. Ngài đã biểu lộ lòng thương xót đối với người nghèo, người tội lỗi và kêu gọi mọi người có lòng thương xót với nhau. Matthew chương 5 câu 7. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn nơi cái chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô để cứu độ nhân loại, làm cho con người trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Hội thánh có nhiệm vụ tuyên xưng và giáo huấn các Kitô hữu về lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc công bố lời Chúa, qua bí tích thánh thể và hòa giải. Sứ mệnh của các Kitô hữu là làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc: thứ nhất, cầu nguyện để ý thức rằng con người được cứu rỗi là do lòng thương xót của Thiên Chúa; thứ hai, sẵn sàng làm mọi việc tốt cho tha nhân; thứ ba, góp phần xây dựng xã hội công bằng, liên đới, tự do và tôn trọng nhân phẩm. Sao bạn đã thỏa mãn rồi chưa ạ? Vâng, bây giờ chúng ta đi tiếp qua câu hỏi 42. Câu hỏi 42. Thưa cha, cho con hỏi, nếu như mình mua chuỗi tràng hạt đeo được một thời gian thì nó bị đứt dây, không gắn lại được, thì có được bỏ đi không? Tràng hạt đã được làm phép. Nếu muốn mua cái mới để thay thì phải làm thế nào với chuỗi tràng hạt bị đứt đó? Con cảm ơn cha, xin cha giải đáp thắc mắc này giúp con. Thưa anh chị em và các bạn, câu hỏi này cũng nhiều người đến hỏi, là không những là tràng hạt nhưng mà nói luôn về ảnh tượng, ảnh Chúa Đức Mẹ cũng như là tượng Chúa Đức Mẹ các thánh và những chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Bây giờ nó cũ, nó đứt, nó hư, mình phải bỏ như thế nào? Thứ nhất là nếu đã được làm phép rồi, tức là ái bí tích, chúng tôi sẽ nói trong phần ái bí tích, đã được làm phép rồi thì mình không thể để một cách vô phép được, phải tôn trọng, trân trọng. Nhưng bây giờ đã hư rồi, thì nếu bằng giấy thì mình đơn giản là cắt và đốt trở thành tro, bỏ vào gốc cây là tốt nhất. Đấy là những ảnh sách mà đã cũ có ảnh Chúa. Luôn tiện xin nói luôn là có những thiệp mời lễ khấn hay lễ truyền chức hay là khánh thành nhà thờ hay đặt viên đá vân vân. Rồi trong thiệp mời đó chúng ta cứ in hình Chúa với Đức Mẹ hay là các thánh bổn mạng của mình vào đó. Vì nó là thiệp mời, đâu có làm phép. Cho nên cái thiệp mời đó người ta lại vứt vào thùng rác vô ý thôi, và một cách không quan tâm, đọc xong thiệp mời rồi đi xong rồi về thì bỏ thùng rác. Cho nên là có lẽ những cái thiệp mời chúng ta không nên in hình Chúa, Đức Mẹ, các thánh vào. Ngay cả thiệp Giáng sinh cũng thế, người ta cũng bỏ thùng rác nếu người ta không để ý, còn không thì người ta cắt, người ta đốt đi thì là đúng nhất. Hoặc là ngay cả, tôi xin lỗi các cha, các thầy hoặc các sơ lễ khấn, lễ bổn mạng hay lễ gì của mình cứ in hình của mình vào trong đó, ngân khánh cũng vậy, rồi xong người ta cũng bỏ mình vào thùng rác, có phải? Thì thưa anh chị em, tốt hơn hết là đừng có in hình mình vào đó, thì để người ta khỏi bỏ mình vào thùng rác, hoặc người ta cây dưới chân, vân vân. Còn những tượng mà gãy vỡ rồi thì chúng ta cho vào một cái bao, ta đập vụn nát hết ra nha, đập nát ra để trở về với đất. Rồi sau đó hoặc là mình thả xuống giếng, thả xuống sông, thả xuống biển, hoặc là mình chôn vào gốc cây, chôn dưới đất. Còn nếu mà có những nhà không có giếng, không có biển, không có sông, không có đất thì có thể đem vào trong nhà xứ, gửi trong nhà xứ. Chúng tôi trong nhà xứ chắc chắn có những nơi để đốt, để chôn, để cất bỏ những tượng ảnh không còn dùng được nữa, vân vân. Để cho anh chị em an tâm, tốt nhất là chúng ta đừng có làm gì bất kính những gì đã được làm phép. Được chưa ạ?
Vâng, bây giờ xin đi tiếp câu hỏi số 43. Xin cha cho con hiểu rõ những thắc mắc dưới đây. Trong bài phúc âm, năm cô dâu khôn ngoan và năm cô dâu khờ dại. Khi mấy cô khờ xin mấy cô khôn giàu, tại sao mấy cô khôn không cho? Vì mình phải giúp đỡ và chia sẻ với những người khác mà. Khi Chúa làm chữa lành những bệnh nhân, Chúa dặn là không được nói cho ai cả. Những người được chữa lành là những nhân chứng, sao Chúa không cho nói? Xin cha cắt nghĩa rõ cho con hai dụ ngôn về nước trời. Nước trời giống như men bỏ vào bột, và nước trời giống như cây cải. Nước trời vẫn có từ trước đến giờ và sau này. Tại sao nước trời lớn lên? Con nghĩ là nước trời có sẵn đó và chờ đợi chúng ta vào. Xin cảm ơn cha. Rồi, cảm ơn một câu hỏi mà 3 trong 1. Thứ nhất là năm cô khởi dạy và năm cô khôn ngoan đi đón chàng rể. Khi chàng rể đến thì người ta gọi, và năm cô khởi dạy nói với năm cô khôn ngoan rằng: chúng em mang đèn mà không mang dầu, cho chị cho chúng em xin mượn ít dầu. Mấy cô khôn ngoan nói rằng: e không đủ cho chúng em và các chị đâu, hãy ra hàng mà mua thì hơn. Đây là giờ cánh chung, chàng rể đến là Chúa đến. Giờ cánh chung của mỗi người cũng như là giờ cánh chung của toàn thế giới. Lúc đó mỗi người phải ra trình diện trước mặt Thiên Chúa. Dầu đây là những việc lành, phúc đức mình đã làm trong suốt hành trình đức tin, trong suốt thời gian mình sống trên dương thế. Đây là trận chung kết, không có ai làm thay cho ai được, không có ai cứu ai, không ai giúp ai được. Mỗi người ra trình diện trước mặt Thiên Chúa, tư tưởng, lời nói, việc làm của mình trả lẽ trước mặt Chúa. Về những điều tốt thì mình được xếp sang một bên là chiên, là lúa tốt. Còn nếu không, thiếu dầu, không có việc lành phúc đức, không tín thác vào Chúa, thiếu sót đủ thứ hết, thì trở thành cỏ lùng, trở thành dê đứng sang một bên. Lúc đó không còn phải là giúp đỡ hay là chia sẻ nữa. Chúng ta giúp đỡ hay chia sẻ khi mình đang sống với nhau đây. Hãy lo mà làm việc lành phúc đức đi, để đến khi nhắm mắt lìa đời về trước mặt Chúa thì không ai có thể cứu ta được đâu. Cho nên ta mới thấy trong dụ ngôn ông Phú Hộ và Lazaro: xin nhỏ một giọt nước vào miệng tôi để tôi khỏi khát. Chúa bảo: không được đâu, không được đâu, hết rồi. Lúc còn sống ông đã không để ý đến người nghèo, không giúp họ, thì bây giờ họ cũng chẳng giúp lại được gì cho ông đâu. Cho nên mỗi người chúng ta thấy rõ đó là tội phúc là phần của mỗi người. E không đủ cho em và các chị đâu. Mình có biết mình đã làm việc lành phúc đức đủ chưa? Chẳng ai làm đủ đâu. Chỉ trông nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Trong lúc mình sống trên trần gian này, hãy lo đổ dầu vào đèn đi. Hãy lo tín thác vào lòng thương xót Chúa, cầu nguyện và thực hành lòng thương xót đi, để lúc nào dầu lòng thương xót cũng ở trong bình của mình. Dù rằng cái bình của mình, cái bình méo mó, cái bình thô thiển, cái bình cũ kỹ, nhưng vẫn đầy dầu lòng thương xót. Và Chúa dầu lòng thương xót sẽ đoái thương đến chúng ta. Còn những người không có dầu, tức là chẳng có lòng thương xót, chẳng tin vào lòng thương xót của Chúa, lúc bấy giờ không còn kịp nữa rồi. Thứ hai, khi Chúa chữa lành cho người bệnh, có những người thì Chúa nói con hãy về và nói cho mọi người biết những điều Chúa đã làm cho con. Khi họ muốn đi theo Chúa, khi được chữa lành rồi muốn đi theo, thì Chúa bảo đi về và nói cho những người khác về những điều con đã được chứng kiến, ta đã làm cho con.
Có những người khác Chúa chữa lành xong thì cấm không được nói cho ai biết, là vì tránh sự ngộ nhận về sứ vụ của Chúa. Người Do Thái lúc đó đang nghĩ rằng Chúa đến để cứu họ về vật chất, về thể xác, về chính trị, xã hội, kinh tế, để cho họ không còn nô lệ đất nước Roma, quân La Mã nữa, để họ được độc lập, để họ đất nước họ hùng cường, làm bá chủ, rồi cơm ăn áo mặc, rồi được chữa lành đầy đủ hết mọi sự. Như thế, khi mà người ta được chữa lành, nếu người ta sẽ dừng lại vào việc chỉ chữa lành thân xác, sẽ làm cản trở cho công việc loan báo tin mừng của Chúa. Chúa chữa lành thân xác là để cho người ta thêm lòng tin vào Chúa, và để khi mà họ tin vào Chúa rồi, củng cố đức tin của họ rồi, thì họ sẽ sống tốt hơn, giải thoát họ khỏi tội lỗi, chữa lành bệnh tâm hồn. Đó mới là điều chính yếu. Vì chữa lành bệnh thân xác rồi thì cũng sẽ phải chết thôi. Con người, Chúa trong thân phận của con người cũng đã phải chết, thì tất cả chúng ta cũng phải đi vào con đường đó. Dù rằng mình chữa khỏi bệnh ung thư hay là khỏi virus corona, nhưng cuối cùng rồi mình cũng phải chết. Cái điều Chúa muốn là sau khi mình chết đó thì mình có được rỗi linh hồn hay không. Điều muốn Chúa cứu mình là cứu cả thân xác và cả linh hồn, chứ không chỉ chữa lành thân xác thôi. Vì xác người ta sẽ sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời nếu họ tín thác vào Chúa, hoặc ngược lại sẽ bị trầm luân đời đời. Mà Chúa nói với Faustina rằng chỉ những ai muốn trầm luân thì họ mới bị trầm luân. Tức là họ không muốn cứu, họ không muốn tin, họ cố chấp thì tự họ chọn lựa cái con đường trầm luân đời đời. Vì thế mà Chúa không cho người ta nói lúc đó để cho người ta khỏi làm sai lạc, hiểu sai cái sứ mệnh của Chúa Giêsu đi. Nhiệm vụ của Chúa đến là chữa lành thân xác, nhưng mà nhất về phần linh hồn, tức là giải thoát con người ta khỏi tội để được cứu độ. Thứ hai là giảng dạy, và thứ ba là loan báo tin mừng. Ba công việc đó phải trở thành việc cứu độ con người toàn diện thân xác và linh hồn, chứ không chỉ có thân xác, không chỉ có vật chất, không chỉ có kinh tế mà thôi. Nên Chúa cấm là như vậy. Thứ ba là nước trời có từ trước, tại sao còn phải lớn lên? Thưa, Chúa Giêsu đến loan báo nước trời. Ai tin thì được cứu. Và chúng mong muốn rằng nhiều người được cứu, và tất cả mọi người Chúa đều muốn họ được cứu. Cho nên nước trời phải lớn lên là nhiều người được cứu. Mà muốn được cứu thì họ phải được nghe, phải tin. Mà muốn tin thì phải nghe, muốn nghe thì phải có người rao giảng. Cho nên nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta là phải làm sao rao giảng bằng lời nói, bằng việc làm, bằng hành động, để cho người ta biết Chúa, rồi người ta tin Chúa để người ta được cứu độ. Như thế là nước trời sẽ lớn lên như là hạt cải, như là men. Nước trời mở rộng từng ngày, sự lớn mạnh của nước trời mỗi ngày, và như thế thì ai cũng có cơ hội để được cứu, ai Chúa cũng muốn họ được cứu. Và mỗi một người chúng ta khi được cứu rồi, khi tin vào Chúa Giêsu rồi, thì có nhiệm vụ là giới thiệu Chúa, nước trời cho nhiều người biết đến, họ được nghe giảng, để họ tin, để họ được cứu, là nước trời đang mở rộng và mở rộng. Đúng là nước trời sẵn đó và đang chờ đợi chúng ta. Nhưng mà người ta có biết đến hay không? Làm sao người ta biết đến được nếu không có người rao giảng? Mà rao giảng bằng cách làm chứng thì người ta mới tin và người ta mới được cứu. Thưa anh chị em, chúng ta đã qua hơn một tiếng đồng hồ để giải đáp những thắc mắc. Còn rất là nhiều thắc mắc mà không biết là bao giờ mới trả lời cho hết được.
Chúng tôi rất là vui mừng khi mà anh chị em liên tiếp đưa những câu hỏi, những thắc mắc của mình cũng như của những con, của cháu, bạn bè mình. Vì nhờ đó mà chính bản thân tôi có dịp được học hỏi. Các cha trong trung tâm một vụ cũng thắc mắc là kỳ này ông Cha Long ông chịu khó hỏi quá. Vấn đề phục vụ giáo lý rồi gia đình đủ thứ. Cái gì tôi không biết, cái gì tôi không chắc thì tôi tìm sách, tìm vở, tìm giáo sư, tìm các cha, tìm giám mục, tìm các đấng bậc thông minh, thông thái và chuyên môn, chuyên gia để tôi hỏi. Thì điều đó tôi được học hỏi trước để phá ngu kẻ dốt nơi chính bản thân tôi và chia sẻ lại cho anh chị em những sự hiểu biết có giới hạn của mình. Chắc chắn là không thể thỏa mãn được tất cả mọi người, nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng mua được một vài chống cành, mua được một vài chống cành cho anh chị em để cho anh chị em được đáp ứng phần nào những thắc mắc của mình mà mình biết hỏi cùng ai. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và cầu nguyện xin Thánh Thần Chúa soi sáng hướng dẫn cho chúng tôi. Xin lỗi nếu câu trả lời có gì không thỏa mãn được cho anh chị em. Xin tha thứ và xin các đấng bậc cũng thương tha thứ và dạy dỗ hướng dẫn chúng con thêm để chúng con hiểu biết. Vì vô tri bất mộ, không biết thì không yêu, càng hiểu biết thì càng yêu, và càng yêu thì càng muốn hiểu biết. Amen. Đến tay lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn xuôi tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài rửa hết muôn tội đời. Có tham vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài diều bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiệm thanh, dìu con về muôn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao.